chụp CT hay chụp cắt lớp vi tính là xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh, sử dụng tia X và máy vi tính để tạo ảnh mặt cắt ngang của xương và mô bên trong cơ thể. Bác sĩ có thể chỉ định chụp CT để kiểm tra các trường hợp sau: huyết khối, gãy xương, khối ung thư, nhiễm trùng, tổn thương nội tạng và xuất huyết, bệnh lý tim mạch. Ảnh chụp CT giúp bác sĩ chọn vị trí phù hợp để phẫu thuật, sinh thiết khối u hay xạ trị, kiểm tra hiệu quả điều trị ung thư hay bệnh tim, kiểm tra tình trạng sau phẫu thuật. Máy chụp CT có hình tròn hoặc vuông với một đường hầm ở giữa. Khi chụp CT, bệnh nhân nằm trên bàn rồi được đưa từ từ vào đường hầm. Trong khi di chuyển qua đường hầm, một khoang máy hình tròn quay xung quanh cơ thể. Khoang máy chứa ống phát ra tia X và các cảm biến đo lượng bức xạ cơ thể hấp thụ. Các chùm tia X chụp cơ thể từ nhiều góc độ khác nhau khi khoang máy xoay tròn. Cảm biến gửi dữ liệu về máy tính tạo nên ảnh cắt ngang của xương và các mô bên trong cơ thể. Ảnh chụp CT giúp bác sĩ xác định vị trí của tổn thương bên trong cơ thể để quyết định liệu pháp điều trị thích hợp hoặc theo dõi tiến độ điều trị. Trong vài trường hợp, bệnh nhân cần dùng thuốc cản quang, qua đường uống, tiêm hay thụt barium để bác sĩ nhìn rõ hơn một số vị trí bên trong. Nếu uống thuốc cản quang, thực quản và dạ dày sẽ hiện rõ. Nếu tiêm thuốc cản quang, mạch máu, túi mật, gan hay đường tiết niệu sẽ hiện rõ trên ảnh chụp. Nếu được thụt barium, ruột già sẽ lộ rõ ra. Sau khi chụp, bệnh nhân có thể hoạt động bình thường. Nếu đã uống thuốc nhuộm, bệnh nhân cần uống nhiều nước để thải thuốc ra khỏi cơ thể.